nghiệm như chúng ta cũng thấy là anh đang sử dụng một chiếc bóng đèn, trong đó có một thích cắm, và anh nối vào trong một dòng điện, một đoạn dây điện ngắn. Và sau đó chúng ta hãy chờ xem. Vâng, sau khi cắm vào trong dòng điện đó rồi thì chúng ta cũng thấy đầu còn lại chắc chắn là phải có điện thôi. Tuy nhiên, vâng, thưa quý vị, như vậy là sau khi chạm vào trong dòng điện thì anh vẫn trở nên không còn bình thường. Vâng, thưa quý vị, chị Dân nghĩ rằng là chắc có lẽ là anh để dòng điện. Vâng, đúng vậy, để trong dòng điện và trong điện của mình. Quý vị vỗ tay ra, vỗ tay nào. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ mọi người vẫn mong muốn là anh để hai đầu của sợi dây điện vào trong miệng của mình luôn. Liệu anh có làm được điều đó không? Vâng, thưa quý vị, điện âm điện dương đã bắt đầu vô miệng của nghệ sĩ của chúng ta rồi. Chúng ta đang thấy một gương mặt có một khả năng thật là đặc biệt. Wow.